hai ba vô. Mời cả nhà, bữa nay anh Tư anh bán sầu riêu, bán đâu chừng riêu đây vô luôn, bán đâu cả cả trăm, không cả tỷ mà trừ ra 900 triệu còn gì, trăm mấy, trăm mấy à, đố mỗi một chứ anh Tư, có nhiều rồi, đâu không hả? Có nhậu rồi đâu chạy rồi, đang chạy rượu rồi. Chị Tư đem chuẩn bị đem mồi mới nè kìa. Đây chưa chung luôn, đây chưa luôn. Đây cửa màu xanh đó. Đây cửa luôn, cắt cửa luôn. Đây mồi, đây mồi, đây. Đó. Uống ly cho đỡ nước chị Tư ơi. Ờ đây mồi mới. Nước vô đây ơi. Mồi mới nè. Rồi thơm phức tao. Đây anh ơi. Không. À uống nha bà chủ sầu riêng nha. Kêu ông cha lên. Đây đưa mồi này để đây đi rồi cắt luôn. Thấy nghĩ lại mấy ông miền Tây sướng nha. Đây, nhậu cái bà vợ đem mồi đi mà nhậu sướng trời ơi, lâu. Ai gì không? Lao mặt thôi anh Chính. Lao mặt. Muốn lao không lao, cho anh lấy là bia là tôi lao. Có quá. Có cái vỏ sầu riêng. Ủa giờ em nghe căng như là giờ nhiêu đó nha. Có gì đó. Đi về bỏ má không? Có gì vậy? Bò mà hơi quá lửa nó mềm quá. Bò là ngon mà. À, cái con má bò hấp. Ngon anh Tư. Rồi nạt không ăn nổi rồi, nạt không rồi. Cái này ngon nè. Nó giòn ngụm mà ngon. Mời cả nhà. Nạt không rồi. Mời cả nhà dùng bữa với mình. Cái này kêu bằng cái gì? Thu Linh. Cái này kêu bằng gì không? Thu Linh mời cả nhà dùng miếng với em đi. Thu Linh. Ăn không? Nha. Ngon quá. Mà chim nó vừa trường này kia ta. Cái lá này lá sung nè. Cái hột hột này ăn tốt lắm nè. Lá sung. Còn lửa lá, lá hột hột nha. Ăn cái gì là bổ cái đó. Lá sung thì nè, ăn vô nó bên đây, nó đây lá mơ. Anh ghê nghe anh cười ra nó hái gì bơi qua bơi sung sung. Thì anh thấy ông ăn gì bổ đó hả anh Chính hả? Ăn vô nó sung lại mơ màng á, nó ngon. Ăn nó mơ nữa. Vừa chấm hả? Ăn vừa sung mà vừa mơ nữa đó. Mơ mà sung á. Là lá này nè. Có ăn chủ sầu riêng sao vậy? Ấy là con đứng cái ghi mà cho nó về. Ấy là lên coi đi ra đây. Cô ra đi nghiên cứu. Hôm nay mùng mấy luôn? Hôm nay mùng 7. Ngon quá không? Rồi rồi anh liền. Gấp ly ly cho chị Tư với. Coi cái lĩnh này là với người ta đây, ta đâu ra ngoài dùng hơi sống rồi. Uống đi chị Tư. Sao dữ ấy chấn bớt. Uống với mấy anh ly nó để chỉnh căn sầu riêng. Ê con đèo, giờ anh nó kêu hơi hơi ta là ngoài dùng thuốc sống. Mấy đứa ngồi à? Chúng nó. Rồi vô anh, vô ai đi cái sầu riêng này, cân còn ai mà nhậu nó nhậu luôn chứ. Hả? Sầu riêng anh Tư anh ăn quá trời đây mà anh ăn ngủ được hả? Ở trên kia là cũng cái dừa mít nha các bạn. Đây nó đây cái dừa mít đây là cũng thu mua mít Thái. Cái xuất khẩu của chú các bạn. Lại mày ơi. Mày. Cái khúc này tôi tưởng tượng được nó. Mấy bài điện thoại lắm mấy đâu. Giống khúc gì vậy? Tưởng tượng giống khúc ông không? Anh Chính là anh cũng có vườn sầu riêng lớn lắm nè. Anh chắc cũng mấy tháng nữa mới thu hoạch anh. Cả chừng 2-3 tháng nữa. Ở đây ai cũng ai có mua giá cao thì vô gặp chỗ anh Chính anh. Giá cao anh bán nha, giá thấp anh không bán đâu. Ở đây lẻ nè. Nó còn sầu riêng đẹp lắm. Ở món món thon ha anh. Vườn ảnh trồng sầu riêng món thon. Lá xanh giờ lá không thấy đâu hết. Anh nói lá xanh giờ mà trái không có thấy đâu. Rồi chưa sao rớt rồi anh. Bỏ đi. Không đi đâu. Nó giờ nó giờ mình vô vườn giờ đây đi. Nó vô vườn rồi. Để chị ngồi đi. Cô Ba uống được bia nữa. Cô Ba ăn em đi lấy lách. Phá hành trình cái bà kia không lấy đi. Ở đây ngồi đi chị Tư. Đi. Ngon của tôi nữa, nghĩ đi. Mua nhiều thì sợ bị ấy thôi chứ. Mà chung có cắt cây không nhau không cho. Quan trọng là chưa mua không mua thì. Uống cho nó mát. Rồi cái vô vườn đưa không, mày vô vô vườn đưa không? Bỏ liền đấy, liền mày mít thôi. Hai cây ngoài cổng nó lộ á. Nó đứng ngoài lộ giờ nó rồi. Nó nói hai cây gặp mấy lộ, bây giờ hai cây gặp mấy lộ được thì nó chạy vô nó lại. Mày mua chung mấy áo. Nó ngồi đây nè. Chặt trái là. Nó vô chặt chưa? Chưa bác chặt gì? Cái già nâu vậy nè. Nó cân rồi đó ha, cái gì nó xe đó ha. Xe cho nó lép không có nói già nâu vậy nó. Sầu riêng đang căng chắc lên xe. Sửa chở đi. Cái
ai cũng dành trả tiền hết trơn, thấy ham không anh Chính? Anh Chính ha. Còn này ý là không có gái đâu nha. Có em đây không mà dành gì mà có gái một cái trời ơi trời dành còn dữ nữa. Có gái ham này trả hết trơn. Ừ dành trả hết trơn luôn. Dành trả hai thằng á, chứ còn hai thằng bên đây bỏ. Anh thấy đi đi đâu ăn uống gì ha? Có vợ ha, đi xe vợ trả tiền không chứ gặp gái dành bún lộn trả tiền xăng rồi ha, nhảy xuống ha tiền rồi à rồi à, ăn 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 sáng đồ ha chứ vô cái lấy ghế đồ ngồi đi rồi em ăn cái gì anh ngồi em rồi anh ăn món gì ngon nhất đem ra chứ còn vợ thì kêu là ngồi đó đi rồi ăn rồi trả tiền không bộ thường lừa một đống ăn rồi rồi quà đứng lên vậy thôi. Ê mẹ ăn cái gì mày vợ vô ê mẹ ăn gì mày ăn gì ăn đi gặp gái rồi ra lăn nha nằm lăn ngồi lăn lên trả dữ lắm còn mình dễ vậy trời ơi chuyện này biết rồi. Để em biết rồi, để cái bữa ghé cây xăng nha. Móc phải cây lăng chứ. Móc tiền à móc hoài không ra mà không biết cái gì móc không ra cái bóp nghe móc hoài không ra mà gặp gái thôi trời ơi thôi. Nó bắt đầu. Tao tính đâu. Nè nghe. Nè ông Chính ông nói nè là ông nói là ông đấy con nhỏ bán mít thế là mét bà Chính. Ông nói con nhỏ bán mít nói xấu mà nó không có chồng. Mà ông không đi sao biết nó xấu. Hồi nãy quay rồi cái clip này là ông đó. Nó rõ ràng là bây giờ là vậy mình nói vậy là giờ mình quay mình nói đăng lên cho bà Chính có thấy chưa chân này thôi. Nè, ông nói con nhỏ bán mít đó, nó không có chồng mà nó xấu. Đã có nói thiệt. Ừ, có thiệt. Có rõ mà ông nói quay lên gọi nó quay có ông. Phải khen đẹp ấy, bà khen con đây cái thầy ông nói lại biết sao nhỏ này nó hơi xấu mà nó không có chồng. Nó bù lên nó không có chồng là ông nói nó còn ngon gì đó. Cho nên ông đi ý có chồng là không có được. Ông đi ý như vậy đó. Thì ông nói nhỏ bóng mít rõ ràng luôn chứ ông là nói chịu trách nhiệm mà phải không? Nó nhỏ bóng mít thôi đừng nói nhỏ nào biết nhỏ mít dốc cho nhỏ bóng mít biết nhỏ nó bán cái gì mà nó biết nhỏ dựa mít thôi chứ biết nhỏ này mít nó nằm ở đâu nhỏ dựa mít mà nó không có chồng ông Chính để ý mà ông nói thường người khác ông nói trời ơi nhỏ bóng mít xấu quá nãy ông nói thì sao nó xấu thì ông tả là con anh Chính như là ủa sao mà kia ta tả lên nữa thì chung tả cái nét xấu chứ còn mà nét đẹp sao tả xấu sao mà tả là bây giờ ảnh là ảnh xử anh nói thật chứ nãy ông còn ổng còn giấu che giờ ổng nói hạ nắng đi chết hả nó nhỏ bằng bên nhỏ mít là sao con nhịn miếng thô nhỏ nó đẹp mà nó đẹp cỡ ai sớm này chắc độ nó bắn mít nó khen đẹp tao không bắn mít tao cũng như nó nhìn nó quen mắt lên đây nhiều khi anh nhìn anh đập vô cái mắt là anh nhìn thấy xấu chứ người ta nhìn quen rồi nó không thấy xấu thôi út rồi nè đẹp không đẹp không nó he mà nó he sao anh tả coi cao bự lắm à chắc mắt cái này nè mà đi he nó độ nó kết he nó đi đụng mà tao nói không cái này nam cũng nam mà nữ cũng nữ này tao không biết cái gì nữa tả thì ghê quá giống chung công rồi thôi tả giống quên chung công chứ không phải người ta bữa nào mày tiếp mày ra mày gặp nhỏ đó mà nếu mà mày tả gì mà phụ nữ ta mà ông nói đi ra không có mày đàn bà thôi mày đàn bà thôi nếu mày ra mày gặp nhỏ đó mày chơi đi không biết thì là ông hai ông này ông ý nó mới biết nó nó đi sao ông đứng ngồi sao là ông ý rồi mày biết chứ người ta bắn mít rồi nó bưng mít rồi nó đem mít vô mà hậu không biết ai biết cỡ nhà anh nó bưng cái một không trời ơi cái tao nếm tay một hả xách giò lên nó dở cái cháu nó bưng bé gì nữa rồi có bưng nha là một cái là nó bưng nó dở một cái một ha nếu nó dở lại lại nó khỏi bưng bé rồi chơi thì mình chính về để ý cái nhan sắc của người ta vậy không có nói ai biết hết trơn mình chỉ nói chuyện nghe nói nhưng đâu ai biết đăng cho người ta thấy thôi chứ đâu nói chị em đâu có nói à nha em nói chuyện nè chuyện em nói rồi đó nha đó em không có nhiều nhậu đâu có thấy cảnh này không không có sướng ít gì đâu mà nhậu hồi trời nắng mà chấn trời mưa luôn mà chưa chịu nghề nè 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 nó xuống nè với mấy sông nè đó nhậu có chút nói này nói kia nhậu có xuống đâu nè nè mưa có nước nó nhiễu xuống lụm đợt rồi nè còn cái gì đâu nè đó chủ cả không nè hai ba ông chủ sầu riêng thôi mà cảnh này nè thôi thôi chạy qua bên đây ướt quá rồi chạy qua đây các bạn ơi đang mưa quá trời nè giờ đang nhậu nên đang nhận có chè cái trò gì nè của anh Tư mà giờ mưa nè 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 không ai thấy cảnh này quá trời luôn rồi quay này tao mới đăng anh chứ không biết cái cảnh này đâu biết nói chờ đây ông
Nhậu cực khổ quá ha. Ăn điện thôi. Không tả các bạn ơi. Giờ mưa vậy hả? Chào khán giả đi. Đúng xác tư. Mưa này vô bây giờ mình kết thúc đây chào khán giả đi, mưa quá trời rồi. Chào khán giả. Chào. 1 2 3 gì đó. 1 2 3 4. Thôi xin phép chào các bạn nha. Cho em cái đăng ký đi. Quá mưa các bạn ơi. Mưa rồi mình để cho nè. Quá mưa các bạn ơi, quá trời mưa nè. Bên kia mấy ông đang nhậu à. Đó. Qua đi. Khả năng nước quá trời mưa, mưa quá trời các bạn ơi. Đang mưa quá trời các bạn ơi. Giờ mà mấy em đây đang nhậu như thế này, nhậu cánh mưa vậy nè. Cảnh nó vui quá các bạn ơi. Thôi mình kết thúc video tại đây đi, giờ mưa quá trời các bạn ơi, bây giờ mưa rồi. Thôi mình chào khán giả đi, mình kết thúc đi. Chào đi, chào đồng loạt. Mấy người kia đang tán tư rồi. Nè, ông chủ sầu riêng nè, tính về ổng đem ra chén nè. Rồi ổng đem ra là cá kho lạc nè. Rồi mấy anh này đang nãy mưa ướt, ảnh cho anh tặng người cái áo hết. Mà anh tặng hai cái này, hai cái áo mặc nè, vậy nè. Chị Tư nè, bởi chị Tư bà cũng kỳ nữa.
Bà đã nãy ta đi về bà bưng mồi ở ngoài sao ta ở được chứ sao về được chứ tư. Tôi đi về mà chị bưng mồi ở ngoài. Đó. Ai câu à? Em ấy em ăn thì em gấp, chị ra gấp cho mấy ảnh đi. Bởi vì mấy anh chị có về miền Tây của em thấy không, người phụ nữ nè, cũng làm đồ ăn cho chồng mà hơi hung nha, chứ không có hiền nha. Em nói trước là hung à. Mấy anh đồng ý không? Đã hung dữ chưa? Hung. Cũng như là hung, là hung nựng á, nhỏ nhẹ ra không á, là hung dữ đó là không biết nghe, nhưng mà nó hơi hung nha. Mấy anh nào mà về miền Tây là cũng như là cũng nói gì thôi, nhưng mà lo tử tế nè, ăn uống nè, nhưng hơi hung à. Cái nào qua cái nấy là nói trước à. Như em là trời chết hiền lắm. Em nói đúng. Em nói hiền, cái chồng em nó cư liền anh. Thôi, mời bà xã đi. Nó cười em cái gì nữa. Để tối nay nó về nó biết tay em. Bà xã nó cười em cái gì. Làm luôn. Chấp đó, chấp uống trước á. Uống đi. Trời ơi, bà chị Tư. Nó cứ đem màu đem màng quá nè. Chấp không? Mời cả nhà đi. Rồi, em mời. Em mời hết cả nhà nè, em muốn miếng nữa hình đấy gì, em muốn có nhiều. Làm màu ào chú không có nhiều chân, mà tại la gì đó chú không nhiều chân á. Cũng được, nhưng mà giá cả nó không được thật. Không để cho mấy gì thôi. Hơi buồn tí. Không có buồn, nhưng mà nó không có lời. Thằng này là đi qua năm đi. Mùa này không được, mùa sau gì chứ, thứ sau mình cũng lụm nữa hả. Lo gì, thứ sau cũng lụm. Mùa sau nó không được, mùa sau nữa, mùa thế nào mình cũng lụm đây. Lụm nó thì cũng biết nữa. Làm gì không phải lụm, phải lụm nó thôi. Ừ, miền Tây của tôi mà. Ai gì ấy ở đi, tôi dắt y cũ đi đâu hết trơn á. Lâu nay để đưa lên là quảng cáo rồi chứ sao anh, thấy không, mình là mình không có ai chứ á. Em cầm cho ta nha. Rồi gón cái mới kết thúc. Kết thúc này không biết thay đồ thì thay đồ khố cho mình chia tay gì trời. Đồ đã cũng chưa chịu cho chạy về nữa. Ông tư không lo hết trơn rồi, giờ mình chia tay vậy tới bà Tư mới không cho về nữa kìa. Kết thúc đây rồi thôi, xin chào các bạn nha. Hôm nay cũng là ngày xỉnh hết rồi. Anh đeo bá thường riêng. Tên bá thường riêng rồi được có mình cũng nghe mình hưởng ké thôi. Thôi chúng ta ăn ké không mà từ sáng chưa về đó. Từ hồi sáng giờ. Quá được 300 triệu người sẵn những cái áo. Ừ. Ừ. Ba ông ba cái áo là lạ lùng nha. Các bạn vui với. Mà em thấy áo chồng em là đẹp nhất. Em thấy chồng em là đẹp nhất rồi. Mình tổng lộ mình chào các khán giả đi. Rồi.